Xin chào tất cả các bạn, những người bạn của tôi, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cái kênh Inside Sharing, một cái kênh mà tôi làm từ hồi tháng 6 của năm 2023 với cái mục đích là chia sẻ những video hay, những bài học, những trải nghiệm, những bài buổi phỏng vấn mà tôi có được với những chuyên gia trên toàn cầu để đem cái kinh nghiệm, câu chuyện của họ đến với lại các bạn, để đâu đó các bạn có thể ôm ấp, có thể lắng nghe, có thể suy ngẫm và từ đó rút ra những cái bài học mà các bạn có thể áp dụng trên cái hành trình và cái hành trang các bạn phát triển. Ok, thì cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện, mà một cái câu chuyện này ấy, nó liên quan đến tất cả các bạn, tất cả những người đang sống ở trên trái đất này. Đó là liên quan tới cái gọi là kỷ niệm, cái quá khứ, cái ký ức, cái tên gì cũng được. Vậy và tại sao tôi muốn chia sẻ câu chuyện này? Thì sáng hôm nay cô con gái của tôi coi lại những cái video, những cái ảnh mà chúng tôi chụp với gia đình với nhau, và cô bé mới nói kể với tôi hàng loạt những cái câu chuyện về nhớ cái hồi 1 tuổi là làm sao, 2 tuổi là làm sao, 5 tuổi là làm sao, 10 tuổi của bạn là làm sao. Và tôi rất là thưởng thức những gì mà cô bé chia sẻ. Và đồng thời tôi mới hỏi cô bé là làm sao con nhớ được những chuyện như vậy, và con nhớ những cái chuyện như vậy thì nó giúp ích được gì, giúp ích được gì cho con? Ok, thì trong cái lúc mà bé trả lời cho tôi là bé nhớ nó vì sao, và cái hành trình khi bé đi ra nước ngoài, bé ở, bé học bú năm nay, thì những cái ký ức đó nó giúp cho bé như thế nào, thì nó lôi lại một vào vô vàng những cái kỷ niệm mà tôi có đối với những người bạn của tôi trong cái quá khứ. Ok, và tôi có rất nhiều người bạn rất là đặc biệt, tôi cực kỳ ngưỡng mộ họ, bởi vì họ có thể ra trường 10 mấy 20 năm vẫn có thể kết nối được, giữ quan hệ với lại những cái bạn bè không những ở trong lớp mà ở những cái lớp khác, ở những cái trường khác và những cái cấp khác nữa. Ví dụ bạn cấp 3 vẫn nhớ được, bạn cấp 2 vẫn nhớ được, bạn cấp 1 vẫn nhớ được, bạn mẫu giáo vẫn nhớ được. Và họ liên tục có những cái sự kiện như họp lớp, họp nhóm, họp trường thế này thế kia, 5 năm ra trường, 10 năm ra trường, 20 năm ra trường, rất nhiều. Trong khi tại sao tôi không có? Tôi vẫn gặp bạn bè nhưng tôi không có nhu cầu để mà kết nối như vậy, để gắn kết như vậy, để tìm hiểu như vậy. Thì tại sao? Cái vấn đề đó ở đâu? Ok, đó. Thì xuyên suốt trong cái mùa dịch, tôi có cái dịp phỏng vấn rất nhiều chuyên gia các bạn, rất nhiều chuyên gia. Tự nhiên lúc trò chuyện với con, lúc nghĩ về cái bạn bè, lúc nghĩ về quá khứ, tôi mới sực nhớ ra rất nhiều câu chuyện hay, hay về những người chuyên gia mà tôi đã được phỏng vấn. Và tôi sẽ kể câu chuyện của một bạn tên là Hoàng Anh. Thì Hoàng Anh trước đây là giám đốc nhân sự của tập đoàn Beer Carlsberg của Đan Mạch. Thì Hoàng Anh lớn lên là một cái cô giáo dạy nhạc, tiếng Anh cực kỳ perfect, cực kỳ tuyệt vời. Rồi cái hành trình bạn lớn lên đó, bạn khao khát để tìm kiếm cái con đường đi riêng của mình đó các bạn. Cái tới một cái giai đoạn thì Hoàng Anh quyết định là rời Việt Nam và đi học cái ngành nhân sự, đi học tiếp cao học ở bên nước Úc. Và bạn nói là có một khoảng thời gian á, bạn phải cắt đứt toàn bộ những mối quan hệ cũ, cắt đứt toàn bộ những cái quá khứ, những cái kỷ niệm, để làm gì? Để bạn tập trung vào những thứ bạn cần cho bây giờ và cho tương lai. Và Hoàng Anh là người đầu tiên trong chương trình Inside Sharing của tôi mà khi tôi phỏng vấn và bạn khóc, còn nhỏ như giọt nước mắt. Và cô gái này cực kỳ là cứng cáp, cực kỳ là mạnh mẽ, bởi vì bạn thử tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đầu cái mảng nhân sự trên tập đoàn gần 2,000 mấy 3,000 người, thì tiếng nói của bạn là thét là lửa, đúng không? Và đây khi nhắc về cái quá khứ, nhỏ như giọt nước mắt, bởi vì họ chấp nhận đóng cái cánh cửa của kỷ niệm, đóng cái cánh cửa của ngày hôm qua để tập trung cho ngày hôm nay và tập trung cho ngày mai. Đó. Trong khi tôi có rất nhiều những người bạn đó, ngày hôm nay họ không có nhìn thấy cái vấn đề của họ ngày hôm nay. Ngày mai của họ và tương lai của họ thì nó mịt mờ hơn bao giờ hết. Nhưng cái quá khứ thì lại dành quá nhiều thời gian cho nó,
quá nhiều thời gian để tìm hiểu, để kết nối, để gắn kết, để sống lại cái khoảnh khắc, cái khoảnh khắc một thời huy hoàng nào đó. Để được cái gì? Để được một phút vui với nhau, một tiếng vui với nhau, một tuần vui với nhau, một tháng vui với nhau. Rồi quay lại thì chúng ta vẫn phải quay lại với cái thực tế, cái hiện tại, cái ngày hôm nay và cái ngày mai. Cái quá khứ cuối cùng nó trở thành cái gánh nặng, cái gánh nặng cho cái hành trang của tôi, của bạn để bước đi. Thì như vậy, liệu ôm ấp nó, liệu gìn giữ nó, liệu nâng niu nó có phải là cách để cho chúng ta làm hay không? Nó có phải là cách tốt để cho chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng nó hay không? Bà vợ tôi trong cái mấy ngày về trước, trên con đường mà hai vợ chồng chở mấy đứa nhỏ đi Mũi Né, thì mấy đứa nhỏ nó ngủ, hai vợ chồng trên xe đi thì nói chuyện với nhau, thì bà mới ngồi nói chuyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Vợ tôi thì thay có những cái câu nói rất là hay, mà mỗi lần bà chia sẻ thì tôi lại lắng nghe và tôi rất là thích, ôm lấy vào lòng. Thì nói là để chúng ta đi một bước về phía trước thì chúng ta phải chấp nhận một thứ, đó là chúng ta phải bỏ lại một bước lùi về phía sau. Đó. Chúng ta muốn hướng về tương lai, muốn hướng về cái gì tốt đẹp mà cứ ôm lấy hoài những cái bước lùi của quá khứ, chúng ta không níu, không có thả nó ra, cứ vướng víu nó, không có muốn bước đi một bước rồi lùi lại nữa, bước đi hai bước, lùi lại một bước, thậm chí chúng ta đứng một chỗ và không muốn bước tới, không muốn bước lùi, thì không bao giờ có cái ngày hôm nay và cái ngày mai được. Đúng không các bạn? Khi đó cái quá khứ nó không phải là cái thứ đẹp đẽ nữa đâu, mà nó trở thành cái gánh nặng vô cùng vô cùng, cản cho tôi lớn, cản cho bạn lớn, cản cho tôi phát triển, cản cho bạn phát triển. Cái quá khứ đó bỏ ra đi, cái quá khứ đó dẹp nó qua một bên. Ok. Tôi ngồi gặp rất nhiều người bạn, tôi ngồi với rất nhiều người lớn, và họ có những người bạn của họ trong cuộc nói chuyện. Và các bạn biết không, có những người 70 tuổi, có những người 80 tuổi, có những người 50 tuổi, có những người 60 tuổi, có những người mười mấy 20 tuổi, có ngồi một cái nhóm với nhau suốt ngày, cứ nhắc về ngày xưa ta là bạn, là lớp trưởng của mày, là lớp phó học tập của mày, ngày xưa ta yêu con này, thích con kia, dạng như vậy, ngày xưa mày là thế này, mày là thế kia, dạng như vậy. Nhưng mà tại sao không nói về ngày hôm nay? Ngày xưa bạn là lớp trưởng của tôi thì sao? Ngày xưa bạn là liên đội trưởng của trường rồi sao? Ngày xưa bạn là lớp phó học tập của tôi rồi sao? Ngày xưa bạn ngồi ở đâu trong cái bàn để được cái gì? Những bạn ngồi tranh cãi là ngày xưa tao ngồi chỗ này, tao ngồi chỗ kia, tao ngồi chỗ này, tao ngồi chỗ kia. Rồi đứa nào thích tao trước, đứa nào thích đứa này trước, để được cái gì? Để được cái gì? Ăn mày dĩ vãng mà tôi không biết. Cái đó có thể nó vui cho họ, nhưng rồi được cái gì á, là cái đó mới quan trọng. Đúng không? Đó. Đừng có đem cái tuổi thơ ôm ấp mãi cái tương lai của mình. Đừng có đem cái tương lai của mình để chữa lành mãi cái tuổi thơ. Cái gì nó qua thì nó cũng đã qua rồi. Cái gì nó đẹp và nó qua, nó cũng qua rồi. Mà cái gì nó xấu, nó qua, nó cũng đã qua rồi. Bạn sống mãi trong cái quá khứ, nó chỉ làm bạn giống như là ở trong một cái vũng bùn mà rút chân không ra được, càng lúc nó càng bị cát lún. Có nhiều người ngày xưa đẹp vô cùng, đến bây giờ gặp vẫn nói là ngày xưa thằng này thích tao, thằng kia thích tao, rồi là cái luôn luôn nhắc là ngày xưa tại hoa hậu của lớp, hoa hậu của khối hoa hậu. Còn bây giờ hãy nhìn lại thực tế hiện tại đi, được cái gì? Ok. Để chúng ta làm cái hành trang đi vào đời ấy, hãy nhớ cái lúc ngày xưa đó là cái đẹp của nó. Ok, chúc mừng các bạn. Bạn làm cái gì trong lúc bạn đẹp nhất nó mới quan trọng. Bạn làm cái gì trong lúc bạn ở trên cái đỉnh cao á, là một người lớp trưởng, một người đội trưởng, một người gì đó. Bạn làm cái gì tốt cho người khác, cái đó mới là cái quan trọng và trân trọng và nhớ. Chứ còn không, nó cũng chỉ là thứ bỏ đi. Tại vì theo thời gian cái đẹp nó phai mờ, theo thời gian cái vai trò, cái vị trí của bạn, của quá khứ phai mờ. Theo thời gian chúng ta già đi, tất cả những cái kỷ niệm mà chúng ta có được với nhau phai mờ. Còn lại với nhau chỉ là cái hôm nay tôi làm cái gì cho bạn, hôm nay bạn làm cái gì cho tôi, ngày mai chúng ta làm cái gì cho nhau, cho những người xung quanh mình, nó mới là đáng để trân trọng, đáng để nhìn đó, và nhìn về phía trước.
cái quá khứ chúng ta không phủ nhận nó được, bởi vì nó là những cái nét chấm phá trong cái hành trình chúng ta đi. Có cái nét đẹp, có cái nét đa màu, có cái nét đơn màu, có cái xấu xí của nó, có cái trung tính của nó. Thì đó, những cái thứ đó là cái mới thập cẩm hình thành ra con người của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta không thể cứ khuấy đục cái quá khứ lên mãi được. Hãy để cho cái cặn đó nó đọng lại, nó đóng lại, thì nước nó mới trong. Nước nó trong thì chúng ta mới nhìn được, mới nhìn xuyên thấu được ngày hôm nay và ngày mai, mới nhìn rõ được để biết chúng ta cần làm gì, chúng ta cần thay đổi cái gì, chúng ta cần điều chỉnh cái gì, chúng ta cần hướng đến cái gì. Đúng không các bạn? Cho những ai mà cứ mãi ôm ấp cái quá khứ, hy vọng cái video này nó sẽ là bài toán mà đưa ra cho các bạn, để các bạn nhìn nhận lại liệu cái quá khứ đó của bạn, mà cách bạn nhìn nhận nó, cách bạn ôm ấp nó, cách bạn đang nuôi dưỡng nó đó, nó đang giúp cho bạn là help you, hay là nó đang làm tổn thương bạn thêm là hurt you. Ok, thì hy vọng 2024 là cái năm bạn có thể nhìn nhận ra được cái bài toán liên quan đến cái quá khứ và cách mình nuôi dưỡng nó, để bạn chọn ra cái con đường nó hợp lý hơn cho hành trang kế tiếp của các bạn. Happy New Year và tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của tôi. Hy vọng các bạn thả tim, follow cái kênh để tôi có thêm động lực làm những cái video kế tiếp để chia sẻ cho các bạn những cái trải nghiệm, những bài học, kinh nghiệm, những gợi ý của tôi. Anh biết đâu các bạn có thể lượm lặt đâu đó trong những gì tôi chia sẻ để áp dụng trong cái hành trang các bạn vào đời. Ok, tạm biệt.